Chào quý khách, hôm nay Stefi và Emi sẽ thử đọc với hình vuông, hình tam giác, hình tròn. Đây là phương pháp mới để đọc bài bằng tiếng Việt. Nhưng mà ở các nước khác đây là phương pháp rất là cũ, rất là khảo. Thì trước hết mình hỏi Stefi và Emi đã học tiếng Việt bao lâu rồi? Emi học 1 năm rồi. Stefi học 2 năm rồi. Emi học xong lớp 1, Stefi học xong lớp 2. Thì trước hai con đã có đọc bài bằng tiếng Việt với hình tròn, hình tam giác, hình vuông chưa? Chưa. Em rất muốn thử, em thử trước. Không, Stacey thử trước đi. Alright, let's try. Em đọc trước nhé. Bố sẽ chỉ vào hình vuông hoặc là tam giác hoặc là tròn và con đọc âm tiết đô nhé. Dạ. Bắt đầu. Nghe véo von trong vòng cây, họa mi với chim oanh. Rồi thế. Hai chú chim cao dọc hót, hót liễu lo vang lừng. Vui rất vui bay từ xa, chim khuyên tới hót theo. Li 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 li, thật là hay hay hay. Rồi thế. Bây giờ Steffi đọc theo hình tam giác, hình vuông, hình tròn nhé. Bắt đầu. Cái trống trường em mùa hè cũng nghỉ, suốt 3 tháng liền trống làm ngưỡng nghỉ. Buồn không hà trống trong những ngày hè, bọn mình đi vắng chỉ còn tiếng ve. Yeah, rồi thế. Cảm ơn bố. Hai con có cảm giác như thế nào khi đọc bài với hình tròn, hình vuông, hình tam giác? Con Steffi? Hình tam giác, hình tròn và hình vuông không giúp gì cả khi đọc bài. Phương pháp này tạo ra cho Steffi mất tập trung và thực sự nó chẳng giúp gì cả. Chắc chắn là Emi đọc với các hình này Emi thấy nó thú vị, nó có rất nhiều màu sắc. Nhưng mà nếu mà mình vẽ con trai, con gái, cây hoa thì nó càng thú vị hơn. Bạn John bây giờ nói cái phương pháp này vô nghĩa đối với tiếng Việt. Tại sao? Bởi vì là phương pháp này đầu tiên này nó rất là cũ và nó chỉ phù hợp với cách học tiếng nước ngoài thôi. Cách nói bằng tiếng nước ngoài và tiếng Việt hoàn toàn khác. Và đây là lý do tại sao nhiều người nước ngoài không thể nói được bằng tiếng Việt. Và khi người Việt Nam nói bằng tiếng nước ngoài, ví dụ bằng tiếng Anh thì thấy khó khăn. Bà John bây giờ giải thích cho mọi người. Khi mình nói một câu bằng tiếng Anh, mình nói các từ liên với nhau. Khi mình nói bằng tiếng Việt, mình phải tách ra các âm tiết và nói riêng, không phải là chỉ một câu nói riêng, không phải là từ nói riêng. Mình nói theo âm tiết. Bây giờ bạn John nói một ví dụ bằng tiếng Anh, còn Emi sẽ nói cái câu này bằng tiếng Việt và các bạn nghe sự khác biệt nhé. Children like to watch cartoons on YouTube. Còn tiếng Việt. Cách nói hoàn toàn khác. Tiếng Anh mình nói cả câu các từ liên với nhau thành một câu. Còn tiếng Việt mình nói từ âm tiết, hiểu không? Vì vậy cái phương pháp này đã sử dụng trong nước ngoài, nhưng mà cách đây rất nhiều năm nó làm cho trẻ em cũng đau đầu. Theo phương pháp này mình phải nói children like to watch cartoons on YouTube. Nếu mình nói cách này bằng tiếng Anh, đây là không tự nhiên. Tại sao? Vì mình nói các từ liên với nhau, mình nói cả câu children like to watch cartoons on YouTube thì trẻ em tự nhiên nói cả câu. Cả phương pháp này giúp tách ra theo âm tiết. Còn tiếng Việt cách nói bằng âm tiết rồi. Kể cả cách viết. Hai con có đọc một từ dài như này bằng tiếng Việt chưa? Chưa bao giờ nó viết từ âm tiết, hiểu không? Vì vậy, cái phương pháp này đối với cách học tiếng Việt vô nghĩa. Oh no! Các bạn vừa xem kênh Stefi và Emi. Đây là kênh duy nhất với một gia đình nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam nói bằng tiếng Việt, và hôm nay đọc bài về hình vuông, hình tròn và hình tam giác. Nhớ đăng ký kênh, đặt thông báo, like video này và viết comment các bạn suy nghĩ gì về phương pháp này. Nó có tốt hoặc là không tốt đối với cách học tiếng Việt. See you! Bye bye.